Hello, xin chào mừng thể cô chú anh chị các bạn đã trở lại kênh YouTube của Sơn Mai TV cả nhà. Hello cả nhà, chào mừng toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Nguyễn Đồng Vlog nha. Thưa cả nhà, thì hôm nay hai anh em mình đi trên đường cả nhà để đi kiếm những cái nơi tâm linh để khám phá đó, thì có phát hiện một cái ngôi nhà hoang. Thì hầu như cái ngôi nhà này là xa xa có cái nhà, thì từ chiều thì anh em mình cũng có hỏi là cái nhà bên kia cả nhà, thì cũng được biết là coi như người ta đi qua đi lại người ta gặp ma hoài. Đó, cho nên anh em mình hôm nay quyết định là ở lại đây đến khuya anh em mình vô khám phá như thế nào. Thì cái ngôi nhà được biết là nằm ở vị trí rất là vắng, và đặc biệt là ở phía sau ngôi nhà thì được người dân ở gần kia người ta nói là có 3 ngôi mộ cả nhà. Và ngôi nhà này thường thường những người mà đi mà cái đoạn đường nó vắng, nhưng mà khi trong kia thì có mấy cái nhà. Đó, khu nhà đó người ta đi đêm về, mọi người đi ngang đoạn đường này thì tự thấy bóng trắng trong cái cửa kính đó, cửa sổ cửa kính, và thường thì nghe những tiếng động rất là lớn trong ngôi nhà đó, thì nhiều người ta cũng e dè sợ hãi khi đi qua cái ngôi nhà này. Thì không biết là mình không biết là cái 3 ngôi mộ được nói trong cái câu chuyện đó là có liên quan tới ngôi nhà hay không. Thì nói chung là cũng có nghe nói là 3 ngôi mộ này ở sau phía sau ngôi nhà nè. Ừ. Cũng là của chủ nhà thôi đó. Mà ngôi nhà này thì được biết là bỏ hoang cũng khá lâu rồi. Lâu lắm rồi. Nghe nói chữ bỏ lâu rồi, không có nhớ. Ừ. Và chủ nhà thì hầu như không biết đi đâu, bị tâm bị tích luôn, không ai biết luôn cả nhà. Cái nhà thì bây giờ thôi, anh em mình mời cái nhà mình đi đi. Thì thử anh em mình sẽ vào ngôi nhà này, vào đêm xem thử trong ngôi nhà này có điều gì không mọi người. Ok, xin mời các nhà mình đi nha. Được rồi nha. Ok nha, thì hai anh em mình bây giờ sẽ tiến lại ngôi nhà mọi người. Thì anh em đang đi trên cái đồng này, để ruộng lúa nha. Đúng cái lòng. Thì cạnh nhà này thì bên chuối, đồ cái bọn cái bụi chuối đồ vô. Ây da. Thì ây da. Thì đây có đường mòn nè ha. Trước thì có đường mòn nhỏ nha. Đường mòn cũng bị ngang chắc khoảng 2 mét á. 2 mét mấy á. Đây. Xa lắm. Đây ngôi nhà đây nè. Xa lắm mới có một cái. Và bên cạnh ngôi nhà thì có một cái cốc rất là to mọi người. Đó, cái nhà này mình xem. Cái nhà này đi quanh mấy cây xong. Chuối, rồi trước cũng ôm tầm luôn. Thì nhiều người ta đi qua lộn đi mọi người. Chưa thấy cái bóng trắng đứng vô cái cửa sổ này nè. Để quay lại không thấy không? Thấy gì không? Có thấy cái gì? Hả? Quay qua kiến có thấy quá. Dễ gì thấy được. Thấy nó thui trong à. Ngôi nhà thì có chút đã khóa. Đây có bàn ghế mọi người. Bên đây bên hông nhà nghe một cái nhà. Quay lại thấy không? Mình thấy mờ mờ ở trong thấy đây nó rộng lắm mọi người. Mình phía trong thấy rộng lắm á. Nhìn thấy trong nó rộng lắm. Thấy không? Mờ mờ nè. Rồi đưa cam vô thấy chân luôn nè. Trong rộng lắm mà thấy nó đổ nát trời rồi. Hình như thấy phòng đồ nhiều lắm quý. Phải không? Ừ. Thấy mấy cái cửa đó. Đồ đồ nằm ngủ ngang. Ừ. Đấy có cái ghế gì phải không? Có cao tròn tròn nè. Ai đâu biết đâu. Có thấy đâu. Ê. Ở
đây giống nhất nhà. Vậy. Đưa cam vô cây. Đưa cam mình nó thấy chẳng thấy rõ đó. Đó, thấy gì đó? Thấy cái bếp gì đó. Chỗ này bị nứt thì. Thấy cái bếp gì nè. Mới như cái gì sột sạt ha. Đây nè, đây thấy cái bếp này. Có cái vàng gì phơi đồ nữa gì mà. Cái nhà, thì bây giờ thôi anh em mình nói chung là không biết đường nào có đường nào vô hay không. Bây giờ anh em mình sẽ tạm dừng cái đi, anh em mình kiếm đường vô cái nha. Tạm dừng cái này. Ok nha, thì giờ anh em mình đã vào trong rồi. Mới vào chúng mình thấy đóng ngủng ngang luôn, cái gì vậy là gì luôn. Mà hình như anh em mình nhìn sơ sơ thì thấy hình như đây là một cái spa làm tóc làm gì á. Đây cái bếp ga quá trời. Hai ba cái bếp ga này đúng không? Ừ. Mà thấy nè. Đây là một cái ghế để gội đầu hay gì nè. Bên đó là một cái gì hay hấp dầu vậy phải không? Đây có một cái tủ nè. Đây coi cái tủ này có gì. Ra nhiều quá vậy ta. Gì trời. Tủ này gì đó chát giống như nồi. Ba cái đồ uống sao lại. Ghê vậy. Bếp ga nhiều chứ quý. Bếp ga nhiều chứ à? Bếp ga nhiều quá à. Trời ơi, dắt hơi dắt gió luôn nè. Ê có khung ảnh nữa kìa. Ôi ôi một nát hết trơn rồi. Mối nó vô. Xài điện thoại không? Xài điện thoại không? Điện thoại đâu nhóc chứ trời kìa. Điện thoại mấy cái mạch điện thoại nhóc chứ. Mối mà nó ăn nè. Đóng ngọ. Dưới đây gì nè. Đây có tấm hình chứ đây. Có tấm hình chứ. Dính nhắc rồi trời. Ồ đây có tấm hình đây chồng về. Hình tôi với chồng già ở ngoài đó thôi. Ai biết đâu. Thì ngoài kia có hai con ba cái mộ đó. Đây. Ở cái khung chụp hình giống nhà này quá vậy nè. Nè thấy cái cửa sau lưng không? Ừ. Nè cái cửa phía lưng chỗ chỗ ông cái ông này đứng nè mọi người. Cái nhà này thì cái nhà này luôn nè. Ê, cái đồng hồ còn không? Nè đồng hồ mafia nè, đâu còn mafia đấy kìa. Vậy là cái tấm ảnh này được chụp trong ngôi nhà luôn đó quý. Mà cái ngôi nhà này thì anh em mình chắc có lẽ là thấy kiểu như bị trộm vào hay sao mà lục lạo đầu thấy ghê quá. Chắc là trộm vô. Mà lịch này đầu đời là cái gì nè. Wow, là còn quá trời nhiều. Đây có bàn hông thiên rồi mọi người. Cái lòng bàn ông đẻ. Ôi, quần nó dài quá trời. Ờ giống như cái chỗ này là để mướn đồ cô dâu rồi nọ cái gì nè. Đó nha. Quần áo dài lum. Có web rồi nè. Web rồi. Mấy cái web luôn đó. Ủa quên chốc trên rồi. Đi đám cưới không? Trong tủ đồ có đồ nữa kìa. Ủa là phòng sập hết trơn.
Thì chút xíu nữa anh em mình sẽ ra ngoài ngôi mộ ra nha. À, và quay thử xem đó là ngôi mộ của ai và độ tuổi bao nhiêu để anh em mình đón xem ngôi mộ đó của ai cả nha. Đây là bình thường có vết này. Có cái ba ly nữa gì vậy? Mấy cái cặp này là người ta để cho mướn đồ nè. Để thay đồ. Ừ. Cái này có lẽ là một cái studio áo cưới. Đây toilet à. Ê, toilet đóng cửa men. Trời 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 gì trời. Gạch đi sụp luôn rồi. Ồ, cái đốc nhà trong phòng vậy. Ồ, nhà bảo quản lâu lắm. Buồn rồi. Thế chứ chứ mà cây nó mục trần nữa. Cây mục hết rồi. Ở đây bình đèn dầu bắt nhang tàu tàu lưới chúng nổi nhiều đồ. Đây là bắt nhang, hai ba bắt nhang đây nè. Thì anh em mình nghe đồn, nghe nói là cái nhà này có âm thanh hoặc là có những người ta đi qua là thấy á. Tiếng gì đó? Cái gì vậy? Cái này kêu mà. Như kịch 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 kịch. Mới nghe tiếng động trong đây nè. Mới nghe tiếng gì đây? Giật gì giật vậy trời? Không thấy gì hết mà mới nghe tiếng động gì á. Ôi trước cửa ngôi nhà này có lá bùa anh Minh ơi. Nè 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 nè. Không có đụng luôn nội. Lá bùa nè. Này trắng yểm gì rồi. Cái nhà này có trắng yểm gì á. Nè bùa niêu. Này bùa niêu. Còn cái lá bùa này nè. Cái bộ này mới ghê nè. Thôi đừng có đụng ghê. Đây không, cái lá bùa. Dạ thấy không, lá bùa rõ ràng luôn. Ghê cái gì? Cái cửa, cái phong thủy của nhà này á, là nó hơi lạ mọi người. Lỡ ngoài đi thẳng qua cửa chính thì thẳng vô ập là cái mặt là cái bàn thờ. Ừ, mà hai phòng nữa. Mà ở đây một cái phòng, ở đây một cái phòng. Toilet là nằm lúc bên đây. Thiết kế ngôi nhà này nhìn mình mới thấy lần đầu luôn. Ê. Cái không biết là cái tiếng đồng nó phát từ đâu hết ta. Cái cửa này thì có lẽ là ra hết được rồi. Cứ ngắt rồi. Cái cửa chắc lẽ là trước khi gia chủ ta đi á. Hoặc khi nào đó người ta phá lại phía trong rồi. Phá bằng cái chìa của cái cửa luôn á.
Bên đây là cái bếp ga nhỏ và ở đây là một cái bếp không bếp đó cả nhà. Ơi, ở đây còn mấy cái máy máy hút mấy cái máy hấp dầu vậy quá. Tiếng gì vậy? Nghe đâu phía bên anh á. Cái nhà như này, dưới này có một cái bát nhang, cái này cái gì thì không biết, giống như một cái lệnh bài, một cái gì chuyên bài gì đó. Ở đây có một bát nhang nữa, đây là có ông địa nè, ông địa rồi. Ở đây có một cái sâu chuỗi. Ở đây có một sợi chuỗi rất là cũ luôn rồi. Có vẻ như đã mục nát luôn rồi đó cả nhà. Cái sợi chuỗi à. Sợi chuỗi mục nát hết trơn. Mà có vẻ cái sợi chuỗi làm bằng cái hạt gì á. Nó nở nước cái luôn kìa. Mà thấy mấy nhánh nhện đầy không? Trong cái phòng này thì thôi đi, đồ đạc gì đâu, cửa nẻo tựa lưa hột dưa luôn. Mọi người nhìn cái cửa nè, một cỡ này là biết rồi nè, nè một cỡ này là biết nè, thọt lủng luôn nè, nè đó rớt luôn đó, ghê. Từ từ nè, thành đất hết trơn, ăn hết trơn rồi đó. Có gì lắm. Ôi. Mấy cái máy nọ nó nhóc luôn. Đây. Cái này mình thử đặt cam đoạn thử thấy gì không ta? Thử đặt cam góc nào đoạn thử thấy gì. Để lên đó kìa. Quay lớn này. Để nó đây. Bây giờ anh em mình sẽ chuyển qua hồng ngoại đặt cái cam, cái gốc cam một đoạn mọi người. Xem thử thấy điều gì hay không ở chỗ nhà này. Để cho nó nhìn coi. Mình có thấy không? Anh né đây. Thấy được không biết được không nè, thấy thì được không biết được không nữa. Lại đi hay mình ra ngoài đi. Thì qua nó để mít đẳng chứ. Nhang có nhang không? Thì bây giờ anh em mình sẽ đặt cam như thế này và đốt đại mấy cái nhang cả nhà. Thì anh em mình sẽ ra bên ngoài thì chút lát khi anh em mình đảo vô á thì anh em mình sẽ di chuyển camera ngoài khu mộ đằng sau và xem thử hai ngôi mộ sau có phải là hai ngôi mộ của cái người chấm ảnh hay không ha.
nhà thì không biết cái nhà mà chúng ta xem bây giờ thấy cái gì không mọi người? Rồi. Xong rồi. Xong gì? Nãy giờ đặt cam để đây mà không chuyển qua ngoài tới thui. Trời Phật kinh là trời. Vãi em thì chứ. Để thui. Để nửa cái đoạn đó có lẽ mình sẽ lấy bên thủ một túi. Ngoại trả thì chứ. Nãy mình đi ra mình quên. Quá ẩu rồi. Tin quá ẩu rồi, không có nhà. Bây giờ anh em mình sẽ tạm dừng máy để đi ra mà cùng ngôi mộ mọi người. Mọi người, thì anh em mình nói chung ngôi mộ này cũng hơi xa, anh em mình đi ra ngôi mộ luôn, khỏi cần đi vòng vòng mới công mệt. Thì phía sau ngôi nhà, nè mọi người thấy không? Đó ngôi nhà đó đó. Đây là ngôi mộ. Hai ngôi mộ, ba ngôi mộ. Mà hai ngôi mộ này một nam một nữ, và ngôi mộ này là cũng lớn tuổi rồi mọi người. Một người hưởng thọ 80 ngoài, một người hưởng thọ 60 ngoài. Bảy mấy nữa phải không? Bảy mấy, nhưng mà ngôi mộ này là lâu đời hơn nữa. Thì hồi sáng cũng có mấy người dân, người ta cũng nói cũng sơ sơ thì mình cũng biết cái sơ thôi chứ không biết là ngôi mộ này là của ai, thì những người xung quanh đây người ta không nói. Đó, người ta chỉ nói là ở ngoài sau này thôi à. Ngoài sau này có mấy ngôi mộ người ta đi ra lại thấy hoài. Vào bên trong chỉ nghe được một hai tiếng động lạ thôi. Cũng không có thấy cái gì. Thì bên trong ngôi nhà thì có hai tấm ảnh, có tấm ảnh thì cũng đôi một đôi vợ chồng cũng lớn tuổi rồi, nhưng tính theo thời điểm mà ở nhà chưa bố hai á thì cũng đã tầm 60 ngoại lên rồi đó. Mà đến bây giờ chắc có lẽ tôi nghi ngờ chắc hai ngôi mộ chắc cũng hai bà đó quá. Cái vong nào bên trong đó, tại vì chỉ nghe một hai cái giọng lạ thôi. Thì nếu mà khi mà đi về vậy nên mình xem lại cái lúc cái đoạn cam như thế nào. Cái đoạn là cam thế nào? Cái đoạn là cam của ổng tối đen như mực. Cái đoạn đó thì nữa mình thì có gì mình sẽ đưa cái đoạn đó qua cho bên ảnh để đưa cái đoạn nó dùng rồi. Tại vì lúc đặt xuống thì ổng không để ý là cái cam đang đã cái độ màu không có chuyển hồng ngoại nên không có thấy được. Thì có gì cả nhà mình cố gắng phán đoán cũng như là xem thử hai ngôi mộ này là có liên quan gì đến cái gia chủ trong ngôi nhà này hay không, và ngôi nhà này nói chung là anh em mình thấy chắc có lẽ ngôi nhà này bỏ hoang từ chắc 20 năm, nói chung là cỡ đó hơn, tại vì thấy cái cửa là một nát hết trơn. Cái cửa một nát mà cái sâu chuỗi, cái nhà biết là cái sâu chuỗi nó cái gì nó cứng lắm á, nhưng mà nó mục luôn mà biết đi. Ok cả nhà, thì chắc có lẽ đến đây thì anh em mình cũng xin khép video lại luôn cả nhà. Thì cảm ơn cả nhà xem video rất là nhiều nha. Chào cả nhà.